để chào đón một mùa xuân Canh Tý 2020 tưng bừng, cũng như gửi lời chúc năm mới bình an, thành công, hạnh phúc đến cộng đồng người Việt. Luật sư Anh Chiêu Đỗ, giám sát viên quận Cam địa hạt 1, tổ chức 3 ngày hội chợ mừng xuân Canh Tý vào ngày 24, 25, 26 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tại công viên Mount Square Park trên đường Euclid, góc Edinger. Chương trình tưng bừng với nhiều trò chơi lý thú, hấp dẫn, nhiều quầy hàng, thực phẩm, thông tin, hứa hẹn sẽ mang lại cho quý khách một ngày vui trọn vẹn. Bên cạnh đó, làng Việt Nam chắc chắn sẽ là một địa điểm lý thú, thu hút được lượng người tham quan khổng lồ để chúng ta nhớ về quê hương đất nước. Quý khách càng không thể bỏ qua các tiết mục võ thuật, cải lương, văn nghệ thiếu nhi sẽ diễn ra xuyên suốt lễ hội mừng xuân mới. Đừng quên chương trình ca nhạc đặc biệt từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối, với sự tham gia của các ca sĩ như Lương Tùng Quang, Trần Thái Hòa, Diễm Liên, Trọng Thắng, Thúy Hằng, Ngọc Linh, Ngọc Ánh Kim, Ái Mỹ Vân, Hoàng Hiệp, Huệ Quyên, Minh Khoa, MC Quốc Bình, Quỳnh Châu và nhiều ca sĩ được sự yêu mến của quý vị cũng sẽ có mặt trong 3 ngày Tết tại hội chợ cộng đồng. Và chương trình vào cửa hoàn toàn miễn phí. Quý doanh nghiệp nào muốn có quầy hàng trong hội chợ, xin ghi danh ngay bây giờ, gọi cho anh Lê 714-468-3083, 714-468-3083 hoặc Trọng Thắng 714-251-1510, 714-251-1510.